nhìn là cô làm băng giá. Xong rồi, cô làm bằng đã làm đông cứng hộp mì lại. Mì đông cứng thật là ngon. Ôi không, từ này mới ăn được chứ. Có vẻ cô muốn ăn mì theo cách riêng của mình. Cô làm băng giá lại định đông. Không được, mình phải làm nóng mì lại. Bó tay rồi, mì chảy đen thui khét quá. Có những chiếc kẹo marshmallow thật là ngon. Chúng ta cùng xem ha. Còn cô làm băng giá thì biến chúng thành kem kẹo dẻo marshmallow. Thật là ngon. Không biết marshmallow nướng hay kem kẹo dẻo marshmallow. Mình có một hộp thạch thật là ngon. Chị xem em này, em sẽ làm mát những chiếc thạch này. Ăn như vậy đâu. Hãy xem chị này. Không, em thấy nó chẳng ngon chút nào. Em thích ăn thạch lạnh hơn. Thạch ăn ớt với chị không? Em sẽ thua cho mà coi. Ớt cay là món sở trường của mình. Làm sao? Bước vào bể bơi thôi nào. Bể bơi mùa đông. Wow, vậy là đã có một bể bơi băng giá. Một trò prank của ai đây? Một bể bơi băng. Ai đã tạo ra trò này đấy nhỉ? Mình đã có cách rồi. Của chị mà. Không, bể bơi của em. Em phải làm cho thật là lạnh. Ngăn đôi bể bơi này, mỗi người một lửa. Cô làng lửa đã đổ ớt vào. Wow, các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bể còn một nửa bể bơi là ớt siêu cay nóng. Làng lửa thì vô cùng lạnh giá.